Xin chào các bạn. Bây giờ mình đang đứng trước cái ngã tư của khu công nghiệp của Hàn Quốc. Sau đây mình sẽ tạt vào cái khu nhà trọ. Mình quay một đoạn video giới thiệu khu nhà trọ ở Hàn Quốc cho các bạn xem nhé. Trước mình là cái hố để xuống tàu điện ngầm này. Ở gần khu công nghiệp này có những cái khu nhà trọ người ta xây để cho các công nhân ở. Đây, bây giờ mình bắt đầu rẽ vào khu nhà trọ rồi. Đấy, nhà trọ ở đây thường thường họ xây 3 tầng đến 4 tầng. Những người có tiền họ mua đất rồi họ xây lên để cho thuê thôi. Chứ người Hàn họ không ở đây. Cho công nhân ở xa đến ở. Đấy, các bạn nhìn xem. Đấy. Ở những khu nhà trọ thì cũng có những cái cửa hàng tiện ích nhỉ. Đây là cửa hàng Oang Mart tiện ích, cửa hàng tiện ích bán các loại đồ tạp hóa, đồ ăn, đồ uống, sữa. Và trước là mình những cái tòa nhà này kiểu như nhà mới xây, ở dưới là có những văn phòng về bất động sản, họ thuê rồi. Những ai thuê nhà thì cứ ra những cái văn phòng bất động sản này hỏi người ta tìm phòng cho. Thường thường là xây 4 tầng, một tầng ở dưới là thường thường là cho thuê, rồi ở trên 3 tầng là ở rồi. Thường thường ở dưới là để tầng để xe đấy các bạn. Cứ cách một đoạn thì lại có một cửa hàng tiện ích. Đây là GS25 này các bạn. Và rất là nhiều cửa hàng tiện ích. Cái gì ở phía trước mình là MH24. Còn này các quán ăn và các cửa hàng ăn uống. Có quán trước mình là cái nhà trẻ. Bây giờ những nhà mới xây họ chỉ toàn ốp đá thôi các bạn. Đây các bạn nhìn xem. Toàn ốp bằng đá thôi. Đấy.
kính mỹ đá. Còn những nhà xây trước đây rồi thì họ ốp gạch nhỏ nhỏ, toàn ốp đá thôi. Nhìn lại những khu nhà trọ này thì là toàn dùng ga ga của thành phố này kia, các bạn nhìn xem một loạt đồng hồ ga dẫn lên các phòng này. Đấy. Đây là ống ga lớn này dẫn vào đi lên các phòng này. Với lại nước ga thành phố và nước thành phố ở dưới là để tầng để xe này các bạn. Các bạn nhìn xem này. Này, có loại đồng hồ ga mấy nước dẫn lên phòng. Thế trước mình là những cửa hàng ăn uống các bạn, ở dưới là kinh doanh ăn uống và trên là phòng trọ. Đấy, các bạn nhìn xem. Đấy, nhà trọ của họ mà toàn ốp đá thôi. Ở mặt tiền toàn ốp đá thôi. Đây này, những căn nhà này cũ cũ này. Nó ốp gạch nhỏ nhỏ này. Những căn nhà này nằm lâu lắm rồi. Căn nhà phía trước này nâu ốp gạch không, gạch rất là nhỏ, bây giờ người ta không ốp gạch nữa, người ta ốp đá thôi. Đây này, nhà cũ cũ hồi xưa là có cổng này. Đấy là mình giới thiệu sơ qua về cái khu nhà trọ Hàn Quốc. Đây cũng là một cửa hàng tiện ích.
Ôi nhá, xin chào các bạn nhá. Hôm nay mình giới thiệu thế thôi. Trong khoa mình sẽ quay cho bạn tỉ mỉ. Xin chào các bạn nhá. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo nhá.